Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn sẽ là con ma họ Hứa. Theo giới phân tích, không thể xem nhẹ khả năng Chủ tịch nước Lương Cường sẽ vươn lên nắm vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Và phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đã sử dụng chiêu độc tiên hạ thủ vi cường đối với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia để tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác APEC 2024 tại Peru, đồng thời thăm chính thức một số quốc gia Nam Mỹ? Tổng Bí thư Tô Lâm đã áp dụng độc chiêu và đã thành công với Chủ tịch nước Lương Cường bằng vụ bê bối của Thượng tá Lại Đắc Tuấn là điều có thật. Thật khó có thể biện minh không có bàn tay của Bộ Công an, nhất là mối quan hệ giữa hai ông Tô Lâm và Lương Cường, những nhân vật chủ chốt cho bộ máy lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay được cho là không bình thường. Trên cương vị đứng đầu bộ máy đảng của ông Tô Lâm và người đứng đầu nhà nước của ông Lương Cường, cả hai đều có ảnh hưởng lớn tới sự ổn định chính trị và ảnh hưởng các chính sách cơ bản nhất của Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Bất kể cảnh báo cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cần phải hòa hoãn hay phải tạm đóng băng mâu thuẫn này, tuy nhiên như đã thấy, ông Tô Lâm vẫn nhanh tay hơn. Điều này đã tạo ra một nỗi thất vọng khó có thể gột rửa cho ông Lương Cường. Kết quả của vụ tai tiếng là nỗi nhục quốc thể gây ra bởi một thành viên của đội an ninh cảnh vệ của Chủ tịch nước Lương Cường, được cho là kết quả của việc áp dụng chính sách chỉ tang mạ hòe của Tổng Bí thư Tô Lâm, nghĩa là thay đổi chủ đề để tránh nhắc đến vấn đề mâu thuẫn và né tránh chủ đề tranh chấp quyền lực sẽ gây khó chịu trong đảng hiện nay. Đây chính là lý do trong thời gian gần đây, theo giới quan sát, ông Tô Lâm đã liên tiếp đăng đàn và đưa ra các chủ trương chính sách bằng các phát biểu hùng hồn, cụ thể như Việt Nam có 3 điểm nghẽn lớn nhất, đó là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn và cần phải hoàn thiện thể chế hay việc đưa đất nước và dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Với cách nói mang tính mập mờ, mục đích của ông Tô Lâm là nhằm lôi kéo sự ủng hộ của số đông dân chúng, kể cả giới trí thức nhẹ dạ. Điều đó đã khiến cho một bộ phận không nhỏ dân chúng cảm thấy hồ hởi, phấn khởi. Nhưng khi đặt câu hỏi, Tổng Bí thư sẽ hoàn thiện thể chế là hoàn thiện cái gì và tiến hành như thế nào thì không ai có câu trả lời cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vẫn phải đặt câu hỏi, bây giờ ai cũng nói hoàn thiện thể chế, nhưng hoàn thiện cái gì, hoàn thiện ở đâu, sao không chỉ ra cho người ta biết rõ để mà đồng thuận. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội. Khi ấy, công luận mới ngã ngửa ra và hiểu rằng những tuyên bố của ông Tô Lâm chỉ là cách gieo hy vọng cho dân chúng mà thôi. Thực chất đây là chiêu trò nhằm câu giờ, chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Đây là phong cách lãnh đạo đặc trưng của các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Họ chuyên nghề bán giấc mơ và hy vọng cho dân chúng. Và có một điểm chung, đó là nói rất hay, nhưng không bao giờ làm. Công luận cho rằng bất kể lãnh đạo nào khi mới lên chức cũng hô hào quyết liệt không kém thì Tổng Bí thư Tô Lâm. Tất cả bọn họ đều là những con ma họ Hứa. Tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng có thể sẽ trở thành một siêu tập đoàn. Sau khi tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử ít lâu, thì tối ngày 11 tháng 11, theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với ông Trump. Nội dung cuộc trao đổi có liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ và sự hợp tác nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Giới quan sát đặt ra câu hỏi, Việt Nam sẽ được gì, mất gì khi ông Trump để làm Tổng thống? Đáng chú ý nhất là dự án của tập đoàn Trump Organization của con trai ông Trump đầu tư tại Hưng Yên. Đây là dự án sân golf 54 lỗ, cùng với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư hiện đại, trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, là quê nhà ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án này có sự góp mặt của gia đình Tô Lâm, nhưng việc ông Tô Lâm được giới phân tích quốc tế đánh giá rằng ông Lâm là một người thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và thích hưởng thụ, do đó khó có khả năng ông Tô Lâm sẽ bỏ qua cơ hội vàng này. Trong chuyến công du Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên ông Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Tô Lâm trong chuyến thăm đi Mỹ, đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa đại diện của Trump Organization và tập đoàn Hưng Yên Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Theo giới quan sát quốc tế, kể từ trước khi ông Tô Lâm nắm giữ quyền lực cao nhất ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã từng chỉ đạo cho Bộ Công an tấn công liên tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.
trong đó bao gồm các tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vợ của tỷ phú Trương Mỹ Lan, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An, không chỉ để hạ các đối thủ chính trị mà còn vì rất nhiều mục đích khác. Tô Lâm dùng Bộ Công an để đánh vào các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, sân sau của các đối thủ không chỉ nhằm mục đích giành lấy lợi thế chính trị. Đây còn là sự cạnh tranh về mặt kinh tế nhằm tạo điều kiện cho tập đoàn Xuân Cầu của đại gia Tô Dũng là em trai của Tô Lâm phát triển về lâu về dài. Hơn thế nữa, Tô Dũng là chủ tập đoàn Xuân Cầu Holding nổi tiếng với giá trị tài sản y tế nhiều tỷ đô la. Đây được cho là công ty gia đình mà ông Tô Lâm được cho là người đứng đằng sau đã tạo điều kiện cho công ty sân sau của gia đình mình lớn mạnh đến như hôm nay. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ hiện nay Tổng Bí thư Tô Lâm đang cùng phe cánh và người thân trong gia đình nỗ lực thao túng cũng như thành lập hàng loạt các doanh nghiệp lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tô Lâm muốn tạo điều kiện để phát triển hệ thống kinh tế gia đình trở thành một thế lực mạnh nhất Việt Nam trong tương lai không xa. Đến lúc đó, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng chỉ là con cá kiến đứng bên cạnh con voi mang tên siêu tập đoàn Xuân Cầu Holding. Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước do sợ quyền lực của Tô Lâm nên phải cung cúc phụng sự cho gia đình này. Theo giới thạo tin, hiện nay Tô Lâm đang cố gắng thâu tóm quyền lực trong đảng, đồng thời xây dựng thế lực Hưng Yên lớn mạnh, để qua đó công ty Xuân Cầu của em trai Tô Lâm là ông Tô Dũng cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Khi các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu sụp đổ dưới bàn tay của Bộ Công an, thì Xuân Cầu Holding và các công ty mới của gia đình Tô Lâm sẽ thế chỗ và có khả năng mạnh lên nhiều hơn nữa. Với một quy trình khép kín như vậy, mới đây Tô Lâm sẽ tiếp tục đánh gục các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của thế lực khác để mà xây dựng hệ sinh thái quyền lực về chính trị cũng như kinh tế lớn mạnh nhất mang tên Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu ông Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần nhận chức Chủ tịch nước hay không? Chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến các quốc gia Nam Mỹ của tân Chủ tịch nước Lương Cường, trên cương vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam, bà đã vướng ngay phả vào bê bối lớn. Đó là vụ việc đội trưởng đội an ninh Lại Đắc Tuấn, tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường đã bị bắt tại Chile với cáo buộc xâm hại tình dục. Công luận đặt ra câu hỏi, như vậy Chủ tịch nước Lương Cường liệu có phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu khi thay mặt cho đoàn đại biểu Việt Nam nhưng đã để xảy ra vụ việc làm mất thể diện quốc gia nghiêm trọng như thế hay không? Căn cứ theo quy định và tiền lệ thì có khả năng chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Lương Cường bắt đầu lung lay sau khi ông Cường mới nhậm chức chưa đầy một tháng. Điều đó một lần nữa càng chứng minh chiếc ghế Chủ tịch nước của Chính phủ Việt Nam đúng là một chiếc ghế xui xẻo và gai góc. Trong nhiệm kỳ đại hội 13 là 2021-2026, chỉ trong vòng có hơn 3 năm, nhà nước Việt Nam đã có 3 chủ tịch nước lần lượt phải thôi chức với các lý do khác nhau. Nếu ông Lương Cường không thể giữ được chiếc ghế chủ tịch nước một lần nữa, thì cũng ghi nhận thêm một kỷ lục mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, một chủ tịch nước có nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn chưa đầy một tháng. Ông Lương Cường cũng sẽ phá kỷ lục người tiền nhiệm, cựu chủ tịch nước Tô Lâm trước đó ngồi ghế này hơn 5 tháng. Việc nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều lần cho thôi chức cũng như bổ sung cho chức danh chủ tịch nước đã phản ánh một tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi một cuộc giai đoạn khủng hoảng kéo dài triền miên, chưa có hồi kết. Đại tướng Lương Cường là người quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo giới quan sát, vào tháng 5 năm 2024, ông Cường lên chức thường trực Ban Bí thư. Tháng 8 năm 2024 đã có những đồn đoán về việc tướng Lương Cường sẽ lên ghế chủ tịch nước là chiếc ghế ma ám. Khi đó, dư luận xã hội cho rằng rồi Lương Cường cũng sẽ sớm gãy ghế mà thôi. Tới tháng 9 năm 2024, cầu Phong Châu của Phú Thọ bất ngờ đứt gãy, thiệt hại nhiều nhân mạng. Chưa hết, đúng một ngày ông Lương Cường nhậm chức chủ tịch nước, thì đêm ngày hôm sau, ngôi chùa cổ Phổ Quang 800 năm tuổi ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ cũng bị thiêu rụi. Vụ cháy lớn đến mức bệ đá hoa sen là bảo vật quốc gia cũng vỡ rụng cánh. Đây là những điểm rất xấu đang vận vào chủ tịch nước Lương Cường. Lần đầu tiên ông Lương Cường công du nước ngoài trên cương vị chủ tịch nước nhưng đã gặp điểm xui xẻo lớn. Chắc chắn thượng tầng lãnh đạo Việt Nam sắp tới sẽ có xáo trộn. Và câu hỏi là vì sao chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đã bắt đầu có câu trả lời. Tân chủ tịch nước Lương Cường được xem là một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, có mối quan hệ khá thân thiết với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Được biết, ông Lương Cường từng hai lần tham gia khóa học bồi dưỡng cán bộ nguồn
cấp cao của Đảng tại Trung Quốc. Đây là lý do công luận lo ngại về mối quan hệ với Bắc Kinh của ông Lương Cường. Liệu ông Cường có đưa quan hệ hai nước trở lại như thời kỳ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc hay không? Trong thời gian gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã vấp phải nhiều sự phản đối quyết liệt từ một bộ phận lãnh đạo cấp cao thân Trung Quốc trong Đảng. Trong đó, ông Lương Cường là một nhân vật trung tâm dẫn dắt. Có nhiều ý kiến cho rằng phải chăng việc Lại Đắc Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục là do ông Tuấn đã bị ai đó trong Đảng cố ý gài bẫy với mục đích nhằm hạ bệ Chủ tịch nước Lương Cường. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin liệu ông Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần nhận chức Chủ tịch nước hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.